Mai này trang giấy trắng, nhật ký anh lưu sau đây những thói quen em mỗi ngày. Hay hận ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về, khi em giấc say anh ngồi đây. Ghi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi yêu em đến khi em còn chờ. Thôi nhé không nhiều vì thường chiều thường hay đưa